Sáng nay ngày 25 tháng 3 tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2023, triển khai kế hoạch công tác năm 2024. Tham dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đồng chí Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang. Tham dự hội nghị còn có các lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban bộ ngành ở Trung ương và hơn 500 đại biểu lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tính đến thời điểm này, hoạt động của Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 đã trải qua hơn nửa chặng đường. Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện. Hội đồng Nhân dân các cấp bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cụ thể hóa thành các nghị quyết, cơ chế, chính sách, đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn ở từng địa phương, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của từng địa phương và cả nước. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, sau hội nghị tổng kết năm 2022, đã có 44 trên 60 kiến nghị, đề xuất đã được các cơ quan xem xét trả lời, đạt 73%. Bên cạnh đó, triển khai đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với hoạt động của Hội đồng Nhân dân, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Nhiều hoạt động đã được thực hiện, tạo thêm động lực, lan tỏa về sự đổi mới của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tới cơ quan dân cử ở địa phương. Tuy nhiên, tại một số nơi còn có những hạn chế về chất lượng các kỳ họp, chưa có biện pháp kiên quyết, hữu hiệu, thực hiện kịp thời đầy đủ các nội dung kiến nghị sau giám sát, việc tổng hợp trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri ở một số địa phương còn chậm. Năm 2024 là một năm tăng tốc, có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện các mục tiêu nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, đồng thời bắt đầu triển khai các công việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội lần thứ 14 của Đảng, chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ từ năm 2026 đến năm 2031. Vì vậy, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị các đại biểu thảo luận thẳng thắn, trách nhiệm cao, trên tinh thần xây dựng, nhất là có những đề xuất kiến nghị sát thực, góp phần tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân.